Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thượng bất chính, đại tướng hốt cóc, hạ tất loạn, thượng úy bắt trẻ em đòi tiền chuộc Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, báo chí được dậy sóng về một vụ bắt cóc trẻ em trai 7 tuổi để đòi tiền chuộc tới 15 tỷ đồng Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Kẻ bắt cóc sau đó cũng bị bắt, người này có tên là Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, sống tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc báo giao thông cho biết người này được xác định là một cán bộ tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an vĩnh phúc cấp bậc thượng úy thượng bất chính thông tin này sau đó đã bị sửa lại báo giao thông gỡ đi cụm từ cán bộ tham mưu phòng cảnh sát giao thông công an vĩnh phúc cấp bậc thượng úy ra khỏi bài báo như một phản xạ tự nhiên vậy những gì xấu xa có liên quan đến chính quyền thì báo chí tự kiểm duyệt với những cô tiếp viên bán vốn tự có thì họ lại bêu rếu tên tuổi nhưng với gã cả cảnh sát ra tay bắt cóc thế này thì báo chí lại bao trè chúng tôi đã đề cập rất nhiều lần về việc lực lượng công an dưới tay ông tô lâm đã gây ra quá nhiều hành động phạm pháp chính bản thân ông tô lâm là chủ trương với chính sách bắt cóc người ở nước ngoài mang về việt nam để xử lý thì rất khó xây dựng một lực lượng công an có kỷ cương biết tôn trọng phép nước biết thượng tôn pháp luật Hình ảnh người công an Việt Nam lâu nay đã không có gì tốt đẹp trong mắt người dân. Thảm bại đến mức họ phải giàn dựng những cảnh giúp cụ già qua đường, giúp người dân gặt lúa, giúp học sinh ngủ trưa đến trường cho kịp giờ, vân vân. Thật là mỉa mai cho cái gọi là lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Một cựu tù nhân lương tâm cho biết trong phòng điều tra, viên công an nói với anh ra rằng bọn tao khốn nạn như thế đấy, trà đạp luật pháp thế đấy, bọn mày làm gì được bọn tao? Nghĩa là trong bốn bức tường khép kín của phòng điều tra, công an cộng sản không ngại vứt bỏ hết những bộ mặt giả tạo vì nước quên thân, vì dân phục vụ, để mà thể hiện bộ mặt thật côn đồ, trắng trợn. Hạ tất loạn Ngành công an dù được 800 tờ báo trong nước hết lời binh vực, tầng bốc, nhưng 800 tờ báo cũng không thể che kín được hết những sự thật xấu xa, những tội lỗi của lực lượng này gây ra mỗi ngày đối với người dân Việt Nam. Qua cách hành xử của báo chí đối với vụ Thượng úy Công an Nhân dân Nguyễn Đức Trung bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc thì nói lên một điều rằng báo chí cách mạng cũng làm việc khốn nạn như lực lượng công an vậy. Họ bao che cho cái xấu. Vào năm 2015, báo chí từng dậy sóng về con số 226 người chết trong các trại tạm giam, tạm giữ tại các đồn công an trong vòng 3 năm. Thông tin này cho thấy sự tàn bạo của lực lượng công an. Tuy nhiên, những năm sau đó, báo chí không còn công bố con số người chết vì bị tạm giam, tạm giữ nữa. Có lẽ cách hành xử này cũng giống với vụ Thượng úy Nguyễn Đức Trung bắt cóc trẻ em. Họ sợ làm xấu mặt ngành công an. Chưa có lực lượng cảnh sát nào trên thế giới mà được học đủ thứ đạo đức như công an Việt Nam cả. Công an Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được học 6 điều Bác Hồ dạy. Tuy nhiên, khái niệm đạo đức đối với ngành công an vẫn như một thứ xa xỉ thực sự. Tìm được một công an tử tế thật là quá khó. Nhà nước công an trị là nhà nước dùng bạo lực để mà trị dân. Phần ngân sách mà trung ương dùng cho ngành công an rất lớn, cũng nói lên điều đó nó gấp 16 lần ngân sách của Bộ Giáo dục. Khi muốn làm cho người dân sợ thì phải tạo cho dân cảm giác mất an toàn. Dù có hành xử đúng luật thì cũng sẽ bị bắt nếu không nghe theo lời chính quyền. Quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thượng úy bắt cóc trẻ em Nguyễn Đức Trung. Ông Tô Lâm đã xây dựng một lực lượng công an theo cách như vậy đó. Cho tới nay, Đảng Cộng sản đang rất thành công với chính sách của họ bởi thực tế đa phần người dân Việt Nam đều sợ hãi. Còn những người ngang bướng không biết sợ thì đã bị ông Tô Lâm bắt cho vào tù, bất chấp người đó có không vi phạm pháp luật hay không. Bản chất của công an Việt Nam là như vậy. Nguyễn Đức Trung chỉ là phần nổi, còn thành phần ẩn mình trong lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ này rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Thượng Bất Chính, Đại Tướng Hốt Cóc, Hạ Tất Loạn, Thượng quý bắt trẻ em đòi tiền chuộc Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.Đ Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lương tối thiểu như rùa bỏ ngửa, vật giá thì lên như tên lửa, dân đèn bị nướng trên lửa tàn. Theo như Thời báo.d chấm được biết, tại Úc, lương tối thiểu là 21,3 đô la Úc một giờ. Với mức lương này, người dân Úc dù làm bất cứ nghề gì cũng đủ sống. Được biết, mỗi cân thịt bò Úc khoảng 19 đô la Úc, chưa bằng tiền công của một giờ làm việc. Ở Úc, ai trả cho công nhân dưới mức lương tối thiểu thì sẽ bị phạt rất nặng. Họ ra luật là để bảo vệ người lao động. Được biết, lương tối thiểu ở Việt Nam hiện nay tính cao nhất là khu vực là 4,6 triệu đồng mỗi tháng. Tính ra mỗi ngày người dân chỉ nhận được có 180.000 đồng trong một ngày làm việc. Mỗi giờ người dân Việt Nam làm việc với mức lương tối thiểu thì chỉ có 22.500 đồng. Hiện nay, giá một cân thịt bò Việt Nam khoảng 300.000 đồng một cân, tức là người Việt Nam phải bỏ ra đến hơn 12 giờ làm việc với mức lương tối thiểu thì mới mua được một cân thịt bò. Quy định đồng lương chích đói là cách hút máu nhân dân, thu hút đầu tư để làm đẹp thành tích cho Đảng mức lương tối thiểu do chính quyền cộng sản đề ra nó là mức lương cơ sở để doanh nghiệp cơ quan nhà nước căn cứ vào đấy rồi tính theo hệ số trên cơ sở của mức lương tối thiểu này các doanh nghiệp nước ngoài và việt nam cứ trả cho công nhân việt nam mức lương chết đói đó và nhờ vậy nước ngoài mới có cơ hội bóc lột người dân việt nam sức lao động miệng của đảng thì cứ hô hào về một nhà nước của dân do dân vì dân nhưng hành động của họ thì ngược lại họ áp mức lưng tối thiểu cực thấp. Đấy là cách họ cướp sức lao động của dân nghèo Việt Nam để dâng cho tư bản nước ngoài mặc sức bóc lột. Mục đích là để thu hút đầu tư để đảng có con số tăng trưởng tốt và từ đó khoe khoang thành tích với toàn dân. Thực chất là để có những thành tích như vậy, đảng đã bắt người dân phải hy sinh rất nhiều như là cách họ đã dùng để hy sinh mạng người dân một cách bừa bãi để xây nên cái vinh quang cho họ vậy. Năm nào vật giá cũng leo thang như thảm lọng siết cổ người dân vậy. Việc quy định mức lương chết đói khiến cho lương công chức cũng chết đói và lương của quan chức cũng như thế. Lương của bốn vị trí tứ trụ chỉ là 18 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên với quan chức, dù chỉ nhận mức lương do nhà nước quy định, nhưng họ vẫn giàu, vẫn có biệt phủ, vẫn có ô tô, vẫn cho con đi du học tại các nền giáo dục tiên tiến đắt đỏ trên thế giới với chi phí hàng trăm ngàn đô la mỗi năm nói chung dù có quy định mức lương chết đói thì quan chức vẫn không đói quan chức miễn nhiệm rất miễn với các quy định này của nhà nước vì họ đâu có dùng lương để sống nếu xem những con số thống kê về lạm phát của việt nam thì không thể nào tin được mà phải khảo sát thực tế xem mức giá của các mặt hàng tiêu dùng có bị trượt hay không tuy nhiên bất chấp con số được công bố về lạm phát rất lý tưởng thì vật giá cứ leo thang theo một nhà quan sát cho biết mỗi năm vật giá tăng không dưới 10% ở các mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, mức lương tối thiểu trong năm, năm qua thì rất ít tăng. Năm 2018, lương tối thiểu tăng 3,9 triệu đồng mỗi tháng và năm 2023 tăng lên 4,6 triệu đồng mỗi tháng. Trong 5 năm, trung bình mỗi năm mức lương tối thiểu chỉ tăng có 3,3% mà thôi. Nhưng giá cả hàng hóa tăng gấp nhiều lần. Con rùa đã là hình ảnh của sự chậm chạp thì con rùa bò ngửa lây ngảnh dậm chân tại chỗ. Với mức tăng giá hàng năm như thế thì rõ ràng mức lương tụt rất xa so với vật giá. Nếu nhà nước mà vì dân thực sự thì họ không quy định mức lương tối thiểu kiểu như thế này để dìm người dân xuống vũng bùn, đói nghèo. Người dân dù nỗ lực đến đâu thì cũng không thể nào thoát nghèo cho được. Nhân công giá rẻ là chính sách của đảng nếu nói thời chiến tranh đảng cộng sản đem người dân nướng trên ngọn lửa chiến tranh để mà mang lại vinh quang cho đảng thì thời nay vẫn như thế đảng vẫn dùng dân để nướng lên ngọn lửa đói nghèo và khó khăn để mang lại vinh quang về cho đảng với mức lương tối thiểu kiểu chết đói toàn dân việt nam bị móc túi một lượng tiền không thể nào cân đồng đo đếm cho được việt nam là đất nước trăm triệu dân sự bóc lột dựa trên quy định mức lương tối thiểu như thế đã giết đi cơ hội có được cuộc sống bình thường của những người dân mà lẽ ra họ phải có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lương tối thiểu như rùa bỏ ngựa, vật giá thì như tên lửa, dân đèn bị nướng trên lửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.